Tôi sẽ trở thành một fan bự của Tottenham là những gì mà cầu thủ của Arsenal Kai Havertz đã nói sau trận thắng Man United vừa qua. Tại sao một cầu thủ đang thi đấu cho Arsenal lại thẳng thắn đứng lên nhận mình là một fan của đại kình địch Tottenham? Đơn giản là bởi không chỉ Havertz, nhưng đến cả những fan lâu năm của pháo thủ cũng sẽ trở thành cổ động viên nhiệt thành của gà trống. Có được sự lạ lùng này là bởi Tottenham sẽ tiếp đón đương kim vô địch Manchester City trên sân nhà tại vòng đấu bù 37 tới đây. Nếu như giành được chiến thắng hoặc cầm hòa được The Citizens, Tottenham sẽ thành công cầm chân Man City băng băng về đích. Cộng hưởng với việc Arsenal giành được chiến thắng ở vòng đấu cuối cùng, nhà vô địch mùa giải năm nay sẽ gọi tên pháo thủ. Chính vì yếu tố trên mà câu nói kẻ thù của kẻ thù chính là bạn trở thành châm ngôn của fan Arsenal trong trận đấu đầy căng thẳng tới đây. Có lẽ là lần đầu tiên trong lịch sử có một số lượng lớn fan Arsenal chuyển sang ủng hộ đội bóng đại kình địch cùng thành phố nhiều như vậy. Trước khi đến với phần sau của nội dung ngày hôm nay, anh em đừng quên truy cập 5Goal để xem trực tiếp mọi giải đấu bóng đá một cách nhanh chóng với độ phân giải nét căng và hoàn toàn miễn phí nhé. Tại vòng đấu trước, các Gunners thậm chí đã đổi tên từ Phú Thảo, tức pháo thủ, thành Phú Lâm, tức tên của Fulham theo tiếng Việt. Hành động này nhằm cổ vũ đội bóng cùng thành phố London có thể ngáng chân Man City, nhưng xem ra là không thể khi Fulham đã hết động lực, còn The Citizens thì quá hủy diệt. Thế nên, trước một đối thủ kỵ dơ của Manchester City là Tottenham vào đêm nay, cổ động viên pháo thủ chắc chắn sẽ đặt trọn niềm tin vào mệnh đề gà trống sẽ gạt giò Man City. Điểm tựa sân nhà cùng lợi thế tinh thần trong những cuộc đấu trước đây là thứ giúp cho đoàn quân huấn luyện viên Ange Postecoglou tự tin hơn bao giờ hết. Trong 6 chuyến làm khách gần đây nhất đến sân Tottenham Stadium, Man City không thể một lần mang về trọn vẹn niềm vui chiến thắng. Thậm chí, The Citizens còn tỏ ra e ngại sân đấu này dù cho đó là Champions League hay Premier League. Chẳng ai có thể quên trận thắng nhưng vẫn phải chấp nhận thế thua của Man City trước gà trống ngay tại đấu trường C1. Trong trận cầu ấy, 2 lần VAR vào cuộc và tước đi bàn thắng của The Citizens trong việc giành quyền đi tiếp. Chiến thắng 4-3 trên sân nhà của đoàn quân Pep Guardiola vẫn là chưa đủ khi lượt đi họ để thua 0-1 trên sân đối thủ. Khi ấy, lượt bàn thắng trên sân khách vẫn được tính. Thế nên, nửa xanh thành Manchester đành ngậm ngùi rời khỏi giải đấu trong sự khó hiểu. Hay chẳng nói chi xa xôi, lượt đi Premier League năm nay chứng kiến kịch bản điên rồ của Man City trước Tottenham ngay trên thánh địa Etihad. Đã có 6 bàn thắng được ghi trong trận cầu rực lửa này. Tuy nhiên, tình huống đáng chú ý nhất diễn ra ở những phút thi đấu cuối cùng khi The Citizens tổ chức phản công. Trong tình huống ấy, Erling Haaland đã bị phạm lỗi nhưng trọng tài đã giơ tay biểu thị lợi thế. Thế nhưng, bằng một cách nào đó, vị trọng tài chính của trận đấu lại thay đổi quyết định thổi coi phạm lỗi và cắt đi đường phản công thân tốc của đội chủ nhà. Trận hòa đầy cay đắng ấy khiến cho Man City ôm hận và phải rơi vào thế bám đuổi Arsenal trong cuộc đua vô địch. Nếu như trận đấu tới đây của nửa xanh thành Man không thể có được 3 điểm rời Tottenham Stadium, thì chính gà trống, chứ không phải ai khác, là đội bóng đã cướp đi ngai vàng của Man Xanh. Bởi lẽ, huấn luyện viên Pep Guardiola đã nói rằng, nếu không giành chiến thắng trước Tottenham, chúng tôi không xứng đáng vô địch Premier League. Câu nói ấy của chiến lược gia người Tây Ban Nha càng làm cho giới truyền môn sôi sục tinh thần. Vì không chỉ huấn luyện viên trưởng của Man City chứng minh khát khao giành chiến thắng, huấn luyện viên của gà trống cũng lên tiếng nói rằng họ sẽ chiến đấu hết mình để đạt được niềm vui sau cùng. Tôi không thể hiểu được vì sao một vài thành phần lại muốn đội nhà thua cuộc. Nếu như bạn lên mạng xã hội, sẽ có đến 99% muốn chúng tôi thua. Làm ơn, đừng nói những từ ngữ ấy. Chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình để đạt lấy chiến thắng. Sau những gì ông Ange Postecoglou nói, các fan của Arsenal trở nên vui mừng hơn tất thảy. Bởi lẽ, dù cho đang không có thành tích tốt khi để thua liên tiếp Arsenal và Chelsea, cùng với đó là chiến thắng đầy vất vả trước đội bóng vừa xuống hạng Burnley. Nhưng có một điều chắc chắn là dù cho mạnh yếu khác nhau, song DNA đánh bại Man City luôn có trong tinh thần của những cầu thủ Tottenham. Trên mạng xã hội X, một số người còn bông đùa rằng khi gặp Manchester City, màu áo trắng mà gà trống đang mặc không phải màu áo truyền thống của câu lạc bộ mà lại là hình hài của Real Madrid mùa giải hủy diệt 2017. Chính vì cái vía của mình mà Tottenham có thể tự tin tiếp vị khách Man City vào lúc này. Mặc cho Pep Guardiola luôn nói rằng đội bóng của ông yêu thích những áp lực, các cầu thủ mong muốn thi đấu dưới áp lực cao nhất. Nhưng dường như ai cũng hiểu rằng The Citizens vẫn bị một điều gì đó huyền bí cản trở trong việc chiếm trọn 3 điểm. Và không chỉ Tottenham, Một đội bóng thành London khác là West Ham cũng phần nào mong muốn gạt giò nhà đương kim vô địch. Tiền đạo của bố tạ là Antonio đã phát biểu rằng bản thân anh mong muốn sẽ cùng tập thể West Ham tạo nên điều kỳ tích. Nếu như Arsenal có thể chiến đấu đến những vòng đấu cuối cùng, chúng tôi cũng sẽ làm điều tương tự với Manchester City. Mùa giải này Arsenal xứng đáng vô địch. Lời phát biểu đậm chất khiêu chiến ấy của Antonio như thể đã tiếp thêm dầu vào lửa cho hành trình thành London ngăn chặn Man City. Có lẽ không chỉ riêng những đội bóng đến từ London mà cả Premier League lúc này cũng không còn muốn chứng kiến đội bóng của Pep Guardiola lên ngôi. Thành tích 4 lần lên ngôi EPL liên tiếp sẽ được xác lập nếu như đoàn quân của Pep kết thúc hành trình của mình ở vị trí top 1. Điều này sẽ giống như câu châm biếm về việc giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh nhưng lại chỉ có một nhà vô địch trong 4 năm. Mặt khác, một số fan trung lập cũng mong muốn Man City tạm ngưng việc giành vinh quang ở mùa giải năm này. Vì lẽ, huấn luyện viên Pep Guardiola đã thổ lộ rằng bản thân ông có thể sẽ rời Man City nếu như đội bóng này lên ngôi tại Premier League mùa giải năm nay. Kế hoạch gạt giò nhà vua đang được triển khai một cách nhanh chóng ngay sau khi thông tin Liverpool cầm hòa Aston Villa. Bởi lẽ, dù cho chẳng liên can gì đến trận đấu này, nhưng pháo thủ sẽ ít nhiều cảm thấy tiếc nuối khi The Kop không thể giành chiến thắng sau cùng. Trong thế trận giành được mọi quyền tự quyết, đồng hồ đã điểm đến phút thứ 85 của trận đấu. Liverpool lại bắt đầu bộc lộ chu kỳ buông của họ khi để đối thủ ghi liên tiếp 2 bàn thắng. Qua đó, Aston Villa thành công giật lại 1 điểm trong việc cạnh tranh top 4. Dẫu sao thì trận hòa này cũng chẳng thể giúp Aston Villa trắc suất dự Champions League mùa giải năm sau. Bởi lẽ, nếu như Tottenham có được chiến thắng ở 2 trận đấu còn lại và Aston Villa để thua ở lượt trận cuối, đội giành vé dự C1 năm sau sẽ là gà trống chứ không phải ai khác. Dẫu biết rằng cánh cửa này vô cùng hẹp, nhưng biết đâu chừng đoàn quân của huấn luyện viên Ange Postecoglou sẽ tạo nên bất ngờ. Và để làm được điều đó, họ phải đạt được yếu tố cần mang tên đánh bại Manchester City. Giờ là lúc fan Tottenham tăng lên gấp bội khi có sự xuất hiện thời vụ của fan Arsenal trong trận đấu tới đây gặp The Citizens. Một trận hòa là đủ để đoàn quân huấn luyện viên Mikel Arteta đạt được chiến tích sau 20 năm chờ đợi, đồng thời biến Premier League trở thành giải đấu hấp dẫn nhất đúng với tên gọi của nó. Cùng chờ xem liệu kỳ tích có xuất hiện tại Tottenham Stadium hay Manchester City sẽ lại đặt cả Premier League dưới chân họ trong 4 năm liên tiếp.